Mới đây, Lê Dũng Vova, cầm đầu nhóm phản động chống Hưng nước Việt do Vũ Quang Thuận, Lê Thăng Long đều đã và đang ở tù lập ra, bị cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội triệu tập làm rõ tin báo tội phạm sau nhiều lần chỉ dùng giấy mời làm việc. Động thái này cho thấy, thủ tục pháp lý tới liều lượng này thì ngày nhập kho của Lê Dũng Vova sắp đến rồi. Mới đây, Lê Dũng diễn trò làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội dù biết rõ mình đầy tiền sự, đang bị điều tra về các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia thì chẳng thể lọt qua vòng duyệt hồ sơ. Nhưng y vẫn quyết tâm nộp hồ sơ và PR rầm rộ về việc này. Ai cũng rõ, chiêu trò của những kẻ chống đối nhà nước là tìm mọi chiêu thức làm mình nổi danh, tạo cho mình càng nhiều vỏ bọc hoành tráng càng tốt để khi bị xử lý bằng pháp luật thì lưu loa ăn vạ, vu cáo chính quyền trả thù, cản trở, hành vi cao cả của họ. Báo Công an Nhân dân từng có hàng bài việc bóc trần âm mưu, bản chất và các hành vi chống phá nhà nước của Lê Dũng Vova. Xin trích, Lê Văn Dũng hay gọi là Dũng Vova sinh ra trong một gia đình công chức. Bản thân Dũng từng là sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào những năm 1987 đến 1992. Sau khi ra trường, Dũng làm kỹ sư công ty cổ phần kỹ nghệ Lành Đà Nẵng ở đường Lê Trọng Tấn, thành phố Đà Nẵng. Hai năm sau, làm kỹ sư điện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và quản lý xây dựng. Lê Văn Dũng bắt đầu tham gia vào các hoạt động chống đối tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự từ năm 2011. Đối tượng đã lợi dụng các vấn đề phức tạp về chủ quyền biên giới, khiếu kiện đất đai tại một số địa bàn như Dương Nội, Đông Anh, Tiên Lãng, Hải Phòng và Văn Giang, Hưng Yên, ô nhiễm môi trường, Formosa, chặt hạ cây xanh, hay lợi dụng danh nghĩa tưởng niệm các sự kiện lịch sử, việc bắt giữ, xử lý số đối tượng chống đối để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Lê Văn Dũng luôn giữ vai trò tích cực tham gia hàng trăm cuộc biểu tình, tụ tập gây rối an ninh trật tự tại các địa phương. Ngoài ra, Lê Văn Dũng còn tham gia các hội nhóm chống đối như nhóm No U, phong trào chống Hưng nước Việt, tích cực tham gia các phong trào do số đối tượng chống đối trong và ngoài nước phát động. Từ năm 2017, Lê Văn Dũng điều hành kênh 4 của phong trào chống Hưng nước Việt. Trong quá trình thực hiện để tránh bị cơ quan chức năng xử lý, đối tượng đã đổi tên kênh 4 phong trào chống Hưng nước Việt thành Thông tấn xã vỉa hè, chống Hưng TV, CHTV Việt Nam. Dũng và các đối tượng tự xưng là phóng viên, tự làm giả thẻ phóng viên, ảo tưởng về bản thân khi tự cho mình quyền phán xét người khác hay giải quyết các vướng mắc của người dân. Đối tượng sử dụng nhà riêng để lập trường quay. Cụ thể, đối tượng sử dụng phòng khách của gia đình, dùng điện thoại thông minh và một số thiết bị thu âm, sử dụng tính năng live stream của Facebook để thực hiện các video clip. Sau đó, đối tượng móc nối, lôi kéo người dân khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương để thực hiện live stream. Người dân có thể trực tiếp mang hồ sơ vụ khiếu kiện đến hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Sau khi các đối tượng duyệt hồ sơ thì sẽ lựa chọn tiến hành phỏng vấn trực tiếp người dân khiếu kiện và phát trên Facebook cá nhân. Trong quá trình live stream, đối tượng thường xuyên sử dụng những lời nói xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, lãnh đạo các địa phương nhằm mục đích câu like, sự ủng hộ của số đối tượng phản động, chống đối. Đầu năm 2018, Lê Văn Dũng bắt đầu hoạt động trở lại, nổi lên với vai trò là người đứng đầu nhóm phong trào chống Hưng nước Việt, đã tạo lập nhiều tài khoản như Lê Văn Dũng, Lê Dũng Vova, chống Hưng TV Việt Nam lôi kéo 6 đối tượng ở các địa phương, công khai thành lập một kênh Tiếng Dân TV, một kênh Eva TV, 5 kênh chống Hưng TV trên YouTube, Facebook. Hiện nay, để đối phó với cơ quan an ninh, khi thực hiện các video, clip các đối tượng không lấy biểu tượng logo phong trào chống Hưng nước Việt mà chuyển thành CHTV. Đến nay, Dũng đã thực hiện hàng nghìn video clip xuyên tạc các vấn đề nhạy cảm của xã hội đăng trên các Facebook như Lê Dũng Vova, chống Hưng TV Việt Nam, Việt Nguyện. Ngoài ra, Lê Văn Dũng còn cùng các đối tượng tích cực đi các địa phương tìm cách phát triển lực lượng chống đối, trong đó họ tập trung móc nối, lôi kéo số đầu đơn, khiếu kiện cực đoan tại các địa phương, thu thập thông tin về các vụ khiếu kiện, sau đó lồng ghép các nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, tàn phát trên đài CHTV. Từ năm 2016 đến nay, ngoài Facebook, số đối tượng phản động, chống đối còn lợi dụng YouTube để đăng tải các video clip tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình Việt Nam. Các video này tác động tiêu cực, gây hoang mang trong một bộ phận quần chúng nhân dân, đặc biệt trong giới trẻ là những người thường xuyên sử dụng Internet. Nội dung các video clip, các đối tượng phản ánh thường tập trung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, xúc phạm đời tư của một số lãnh đạo, kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, tuyên truyền, cổ suý xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng, đào tạo, huấn luyện kỹ năng hoạt động chống đối, thách thức thực hiện cách mạng màu, lật đổ chế độ tại Việt Nam. Lê Dũng Vova đã thu lượm,
góp nhặt thông tin, hình ảnh trên Internet, sau đó biên tập lại kèm lời bình để dựng thành video clip tán phát trên YouTube để thu hút lượng truy cập từ người dùng Internet. Các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng tính tò mò, hiếu kỳ của người dân dùng Internet đặt các từ khóa nhạy cảm nhằm thu hút sự chú ý của công dân mạng. Khi đạt đến một lượng truy cập lớn, video clip sẽ tự nổi, hiển thị ngay khi người dùng truy cập YouTube. Ngoài mục đích tuyên truyền, xuyên tạc tình hình Việt Nam, số đối tượng phản động còn lợi dụng YouTube để kiếm tiền từ quảng cáo. Đối với các tin có từ trên 10.000 lượt người xem sẽ được YouTube đặt quảng cáo tại các video đăng trên kênh. Lượt xem càng lớn thì số tiền nhận được càng lớn. Đối với Lê Văn Dũng, trong các video clip phát trực tiếp trên mạng Internet, mục đích của đối tượng nhằm lừa bịp người dân cho rằng đây là kênh truyền hình chính thức của nhà nước. Nội dung các video clip thường lồng ghép thật giả, đúng sai, bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, cập nhật tình hình các điểm nóng về an ninh trật tự, xuyên tạc đời tư, học vấn, hình ảnh nhà riêng, nhân thân của các đồng chí lãnh đạo của trung ương, địa phương, kích động chống lại sự lãnh đạo của đảng, pháp luật của nhà nước. Hầu hết các video clip của Dũng đều được các tổ chức phản động lưu vong, các báo, đài, nước ngoài có thái độ thù địch khai thác. Với những phân tích như ở trên thì bản chất và ý đồ của Lê Dũng Vova đã thể hiện rõ nét. Vì thế, khi người dân có những vấn đề khúc mắc thì nên tìm đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng pháp luật. Đừng vì nhẹ dạ cả tin mà để Lê Dũng Vova và các đối tượng lợi dụng lừa bịp. Đài CHTV không phải là một kênh truyền hình và Dũng và đồng bọn không phải là phóng viên. Với các clip video được quay tại nhà riêng, Dũng chỉ muốn lợi dụng người dân để thực hiện cho ý đồ cá nhân của họ. Với bản chất và thủ đoạn chống phá như trên, mong rằng cơ quan an ninh điều tra sớm củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm minh với bản án thích đáng, không để những kẻ khoác áo ứng cử viên, này nọ, nhà báo độc lập hay nhà yêu nước chống Trung Quốc xâm lược, bảo vệ quyền lợi dân oan, có cơ hội lồng hành, thách thức dư luận và công lý.